nông chung sức cùng già nông. Chương trình khoa giáo nông nghiệp được chuyển tải đến thính giả thông qua các tiểu phẩm để hướng dẫn bà con nông dân về kỹ thuật nông nghiệp, những kiến thức khoa học để bảo vệ mùa màng, nâng cao hiệu quả trong sản xuất và tăng năng suất cây trồng. Chương trình sẽ được lên sóng FM 96,9 MHz vào lúc 5 giờ 35 phút sáng Chủ nhật và 17 giờ 30 phút chiều thứ tư hàng tuần của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, bắt đầu từ ngày 5 tháng 12 năm 2021. Mời quý vị thính giả đón nghe. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Long An phối hợp cùng Tập đoàn An Nông thực hiện.